thứ hai trong trường hợp là min. Bên họ là Egypmark, bên mình là min và cái gì? Min AC đối đầu với Egypmark. Min AC và Egypmark kéo đấu là cân. Nhưng mà bên họ có một mark C. Vâng, với một cung tuyển của AC thì không biết rằng Milan có đánh cung hay không. Nếu như Milan đánh cung thì AC phải đánh chém. Còn nói chung là hiếm khi có một trận đấu mà các cầu thủ mạo hiểm đánh hai cung lắm. AC Min Egypmark. Và một tên F3 của U97. Rồi được rồi, chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Vâng, Min và AC. Bên kia là Mark và cái gì nhỉ? Mark và Egypt. Cân chặt chặt. Bên họ sẽ lợi thế một chút với Mark. Vâng, chúng ta sẽ xem bài của ông Chi Bệnh đi. Hôm nay Chi Bệnh sẽ đánh chém thôi để cho Zuzi. Thì Asian mặc dù là cái quân mà nó khó chống y Mark C, nhưng mà Zuzi nó cũng là một quân cung tuyển và dễ đánh hơn. Cái thế này thế dễ đánh hơn. Có cái thế mà Minoan lên cung A thì bài Minoan phải siêu đẹp cơ. Minoan bài phải siêu đẹp thì Asian mới có thể chém được cho Minoan. Những bước dò đầu tiên. Và mình nghĩ về U97 chậm một chút dần không vấn đề gì. Và trận đấu các bạn đang xem là trận đấu tường thuật trực tiếp bởi website www.gtv.vn. Vâng, và nhà hàng Newman là nhà hàng tài trợ chính cho GTV. Vâng, nhà hàng tài trợ chính cho GTV. Vâng, Newman là nhà hàng tài trợ chuyên về bàn phím chuột, pad. Vâng, tất cả mọi thứ dành cho các em thủ thi đấu thì Newman đều có. Và những cái hàng của Newman thì đều là những hàng rất chất lượng, rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ đến với Minoan. Không biết hiệu đầu có hay chưa. Dừng là rất nhiều nhưng bây giờ thì và mặc dù nó nói cái thế bài đẹp nhưng mà thời điểm đầu có lẽ là cần phải đồ ăn đã. Đồ ăn đã. Đây rồi. Vâng, bãi quả dành cho Minoan. Bài khung. Có mạo hiểm đánh cung ai không? Vâng, tôi nghĩ là dò rộng vào trong cái góc 3 giờ một chút xíu. Trong đấy nhiều khả năng sẽ có một cái hốc. Nhiều khả năng thôi nhá, chứ không phải là 100%. Thôi chúng ta đến với AC đi. Bài này có vẻ là không ổn. Đây là AC. Hiệu đầu, tôi nhớ là nhiều lắm mà nhỉ. Sao có 4 con? Ồ, thế như vậy là hiệu đầu chỉ là 4 con thôi, không sao. Vâng, trận này thì U97 đánh cái gì? Bài này đánh cung được, đánh chém cũng ok. Một voi hơi xa. Câu về hay không? À thế như vậy là hiệu đầu 5 con. Và một con nó nấp sau cây gỗ tôi không nhìn ra. Bãi quả sẽ có ở đây chăng? Quả. Đây rồi, thế như vậy là quả phụ. Vâng, rất khó hiểu. Vâng, lại bị khởi động lại cái máy của U97. Chúng ta sẽ lại đến với trận đấu đánh lại thôi. Vâng, cái máy ngày hôm nay U97 ngồi đang có một chút vấn đề.